Xu hướng thời trang hiện nay luôn biến đổi và phát triển không ngừng. Sự sáng tạo đầy đột phá của nhà thiết kế cũng đa dạng về nhiều độ tuổi khác nhau. Và hôm nay, chủ đề đặc biệt dành riêng cho các bé yêu của chúng ta. Quan tâm hàng đầu mà ba mẹ luôn luôn chú ý đến mọi sản phẩm dành cho bé chính là chất lượng. Tuy nhiên, thiết kế kiểu dáng bắt mắt, màu sắc ấn tượng cũng là tiêu chí quan trọng trong sự lựa chọn không những của ba mẹ mà còn là của bé. Nhà thiết kế Nón Sơn đã tung ra hàng loạt các kiểu dáng nón. Điểm qua các sản phẩm đang rất được quan tâm hiện nay, không thể không kể đến mũ bảo hiểm cho bé, sản phẩm đảm bảo về chất lượng, an toàn cho não bộ của bé khi tham gia giao thông, những họa tiết ngộ nghĩnh đáng yêu, tạo niềm vui thích giúp các bé sẽ thích thú hơn trong việc đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông. Hay là những kiểu dáng nón kết, nón phanh, nón snapback cho bé cũng đa dạng về chất liệu như vải cotton, kaki, vải dù và lưới cao cấp. Họa tiết vô cùng đáng yêu, cùng một sắc ấn tượng chắc chắn rằng các bé sẽ rất yêu thích. Các sản phẩm đang có nhiều mức giá khác nhau cùng ưu đãi mua 1 tặng 1 trên toàn hệ thống cửa hàng Nón Sơn. Để mua hàng, quý khách có thể đến hơn 200 cửa hàng Nón Sơn trên toàn quốc hoặc đặt mua hàng qua website nonson.vn và tại trang fanpage Nón Sơn hoặc liên hệ vào số tổng đài mua hàng 1800 7179. Rất cảm ơn quý khách hàng đã lắng nghe. Thân chào và hẹn gặp lại.